Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết, năm 2020, đơn vị đã triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tiến hành kỷ luật đảng, kịp thời kiểm tra, xem xét kết luận, làm rõ những vụ việc nổi cộm, bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo được xem xét giải quyết dứt điểm, đúng thẩm quyền, quy trình, quy định, không để tồn đọng kéo dài. Năm 2020 đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập và tổ chức triển khai 22 đoàn kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng và 5 đảng viên, tổ chức giám sát chuyên đề đối với một tổ chức đảng và 6 đảng viên. Đơn vị cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và công tác cải cách hành chính trong đảng. Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo.